Rồi thì Tiến dẫn tới nhà đi Hoàng Ông với Tiến một chút nha. Thì cái địa hình Tiến quần thì cái nhà cũng thấy nè, đồi núi cái nhà nó chập trùng như vậy nè cái nhà. Đó, nhà nó càng ngày nó càng chỉ xuống không, có nghĩa là mình phân về mình nhắm mấy cối cây nào ngon thì mình chỉa dài dài lên, nhảy nhảy lên mấy cái đồi đất gì nè cái nhà. Tiến thì không có kinh nghiệm gì hết trơn nha, chủ yếu là bằng bằng đại thôi, hên xui đi. Kiểu hoàng đại đó cả nha, mình nhắm theo mình đi thôi. Đó, mình đi ở đây lay quay là lạc xe lắm cả nhà ơi, cũng chua lắm. Anh em đồng nghiệp chắc hiểu cảnh này. Ý sao. Đi kiểu này là cái bụng của em muối lú quật quật luôn nha. Không ngờ tiếng đi mới có 4 ở đây như 4 ngày mà cái bụng đi cứ ngắt luôn rồi cái này. Nhà gặp bụng đá bụng liên tục. Lên đây là đều không có nha. Coi mấy cái đều anh xui có đóng không? Chập trùng toàn đều. Đi đại cái nha. Nói chung ông biết nè, không ai hay ngay chứ. Hai anh em nào trong nghề lâu thì kinh nghiệm người ta có, người ta hoàn kiểu kiểu chuyên nghiệp hơn, người ta biết cái ngon nó thường đóng ở đâu đó nha. Đối với Tiến thì yếu tự đi đại nha, nếu mình đi hên xui vậy đó, ví dụ nghe của ông mình lụm ông nghe thôi, ông đóng thì biết bao nhiêu cây ngàn cây mà nó biết đóng đâu vậy, cứ lội hoài mãi lội nào mà cảm giác lội hết nổi thôi. Yeah. Rồi Tiến thấy cái xe, cái chỗ Tiến để xe nha. Bây giờ Tiến cũng quần dài dài lên rồi chắc cũng bọc cái xe nha. Quần này giáp vòng rồi. Rồi để Tiến mời cái nhà theo chân Tiến nha, gặp ổ Tiến sẽ quay cho anh xem nữa. Đi quần ông mà gặp cái lượng ông ăn kiểu này cái nhà đi nổi quá nha. Ôi trời, ông gùi không cái nhà dữ lắm, nhiều rồi chừng một dáng con cái nhà nó bu cái bông gì không biết cứng hết trơn. Nội ơi kìa, mấy ngủ hù hù ông gùi không cái nhà nha, nha dữ lắm rồi cái nhà ơi, thôi dữ lắm rồi, dữ lắm nhiều rồi ông nội ơi. Rồi bữa nay đi gác cút mà gặp cái bầy ông này đi quằn luôn á nha, gì nổi bầy ông này. Rồi nó ăn mấy cây dưới cái nhà nó đen luôn. Ông gùi không nha ơi, ông gùi. Ông bọng không có, bây giờ ông bọng chỉ giật vài con thôi, còn như ông gùi hết. Tiếp á, để Tiến quằn cái nhà, gán quằn cái mấy. Rồi cái nhà ơi, thì đi thêm cạnh này nữa là mấy anh em cũng thua. Tạm chia tay thời gian. Chắc chia tay đất nông cái nhà. Khô hết rồi cả nhà ơi. 3 điểm rồi cả nhà, nhìn mặt này đưa đây cái chưa cạo hoài. Mặt cả nhà nhìn ba lớn nè mà nó khô queo luôn, còn cái chớp trên không cả nhà, gì đi sao nổi cái nhà. Cục mặt này nếu mà nó thời đỉnh cao đó là nửa lít, hơn nửa lít nha cả nhà. Ba xị mặt nó bự kìa, bành gì nè, nửa lít ba xị với gu luôn, mặt bự lắm nghe nha. Nè tụi bự dữ chưa, bự không mặt sao giờ đâu, đưa vỏ anh ấy sáng giờ để coi đưa qua cái gì, tôi quay cái cho cả nhà xem cái. Tiếng thì được ngổ quay sáng bụi le cho cả nhà xem đó. Đây sáng giờ anh ý chứ gì, nói chung bỏ nữa. Mình gặp bao nhiêu ổ đây cả nhà biết không, bao nhiêu ổ đây là bắt những cục mặt mà nó còn mặt rồi bắt kia đem về uống đó nghe hả nha. Còn mà kiểu mà nó khô á mà gặp bỏ rồi leo bỏ á, không biết bao nhiêu ổ nó nổi tiếng không, 5 ổ đó cả nhà, 5 ổ 6 ổ gì đó, cây điều ổ sao nữa là 6 ổ đó. Anh ý với anh Di biết gặp biết bao nhiêu ổ nữa đó cả nhà, mà leo không có mặt thì biết nản rồi, anh em nản dữ lắm rồi. Mười mấy chứ nhiêu. Thì sáng ngày nếu mà nó chịu mặt ha, nó chịu mặt giống như mấy anh em mà quay như chiến gòi ha, là bảo đảm cái nhà là một vỏ này là cứng luôn đó, bảo đảm được cái lượng ổ mà mấy anh em gặp á. Nhưng mà theo cái tình hình này thì mấy anh em ai cũng nản chứ nhà, bây giờ gặp ổ mà guồng ổ ông đã khó rồi mà gặp ổ nó không có mặt nữa thì anh em không còn sức để quằn nữa, thì mấy anh em chắc chỉ về trả phòng đó nha. Mướn cái phòng là phòng thứ 3 đó cả nhà, mà 3 điểm rồi đó, đổi cái gạnh này gạnh kia gạnh nọ mà nó khô đều luôn á nha. Ổ bự dữ lắm thì nó còn mặt chút đỉnh, còn ổ mà nhỏ là khô luôn.
Bây giờ tiếng cũng hết cái đường nữa nha. Bây giờ chắc cũng xin phép ở nhà, chắc rút view rút ở nhà. Giờ mấy anh em quay đoạn này nữa chắc cũng kết thúc video tại hành trình Đắk Nông nha. Ở trên đoạn đường dài về thì mời đi gác cúm núm anh ơi. Ừ, mai đi coi tiếng quét gác cúm núm mà tiếng sẽ quay lại cho nhà xem cái quậy. Cút. Cút. Đi gây gài cút mà nó cúm núm hoài, cũng bệnh thì chứ. Đây đây đây. Rồi ăn đi. Ăn gà. Nè cho ông biết ông gác vô vỏ luôn, lấy le đi. Ăn hết nào biết, đưa cục mặt nó luôn đi. Còn cục nó giấu hoài không nổi. Ừ, cục mặt của tiếng sáng bắt được cục, coi cái quay cho nhà xem nè. Ống cái le đó nha. Nó xị à. Nói chung là cái lượng của ông trên tay theo tiếng lên đến khảo sát á, nhà không phải khảo sát mà do tiếng đi săn bắt đây á, thì thấy cái lượng ông gùi nó nhiều. Nhưng mà cái lượng mặt á, thì nó hiện tại bây giờ thì tiếng theo tiếng thấy á thì đây, nó còn được nhất rồi. Cục nào cũng được gì cái. Cục cũng mập bắt rồi phải vậy thôi chứ nặng ị nữa nha, nó cục cây le nữa nha. Cục nào cũng được vậy trơn rồi, sáng giờ rồi anh em hai vỏ đầy. Nặng ị luôn nè, nặng chị luôn. Ừ, ní anh làm sạch lại, làm dây làm lại kỹ đi. Làm gì ra? Gắn vỏ làm gì? Sao không làm lại? Lại luôn đi để hơi. Làm lại tại vì nó có cái mắt cắt chưa được á, lấy cái bén cái nhấp cái mắt. Rồi đi cả nhà ơi, thì thôi để thêm mai coi tiếng có cái kiểu có trò chơi gì nữa không rồi tiếng sẽ quay để cho nhà xem nha. Thì tạm thời là cái môn mông gùi ở đây thì tiếng chắc không có đi nữa cả nhà ơi. Thì mấy anh em rút bỏ ông gùi rồi cái nhà, thì năm sau ví dụ mà có lên lại thì tính tiếp, chứ năm nay lên trễ quá cái nhà, năm nay lên quậy không đã gì chứ. Trải nghiệm anh ơi. Làm ăn mà phải có này có kia. Nói chung mấy anh em cũng không buồn ở nhà, tay lên là mình biết cố tình lên mình trải nghiệm, mà nói chung mấy anh em kia có cảnh báo rồi mà tay tiếng cố tình cũng lên đi thử cho biết cái nhà, chứ không phải là mà anh em khác cũng có chia sẻ cũng có nói rồi, mà tại mình không phải là không tin mà mình muốn lên mình thử thôi, mà ngờ mình quằng ra nhiều ổ mà không có mặt cả nhà. Thôi thì rồi thôi cả nhà, thì mời cả nhà hẹn cái nhà vào ngày mai có gì chơi quay cho nhà xem tiếp. Mình xài luôn một chút. Ơi hai miếng gỗ gạn thấy không? Nhúng lên. Ơi giữ lắm rồi đi ơi. Từ từ. Để lắm giữ kìa kìa anh nhúng vào. Thôi khói đi. Thôi lấy cái gì thôi. Tới đây mấy anh em vừa phát hiện con bọng nha nhà. Nó nông nó đậm dùng cái giếng nha nhà. 8. Còn cái trọng này nè. Ê quấn. Ơi trong này tới chứ. Ê từ đây tới đây luôn nè. Hai lớp vậy. Thôi đi quấn cái mỏ nhọn sọn vô. Được anh hai. Khỏi cái mặt anh xuống một khúc luôn rồi đó, mà không biết sao à, anh bà báo anh nó dốc dữ lắm cả nhà. Bây giờ mình dở cho nó lên luôn á mới được nha, chứ xè ngang không được, xè ngang bể dở lên luôn, dở lên dưới một vào xúm nhau dở cái một lên luôn à. Đừng lấy cái dở nó kìa, đừng lấy nha, từ từ nha. Ê, đừng có đút tay vô vậy, không có được. Không được, từ từ, để nghiên cứu. Dạ, kiếm gì cao lên nữa, chiếm lên nữa. Ê, đừng lấy chứ. Để vậy khoan. Để vậy. Rồi, em lấy cái đầu. Cục gạch thằng đá vậy. Đầu lao lấy cái này. Cục gạch, cục gạch đóng nữa kìa, cục gạch đóng nữa kìa. Báo báo đủ mẹ từ nhà tới trường. Đâu, đừng khóc. Tiến cầm cục đó đi, đầu này đi. Rồi, cái cục đây cưng nhóm đầu này, anh nắm rồi là đút vô. Cầm lúc nào? Ê, khoan. Đút đây không được, đút đây bể. Đút bên đây mới được nè. Tới trong này. Mấy thằng này còn bư ra nữa. Ông bọng bệnh với ba thằng báo nè. Để chuẩn bị đi. Đây nè, đút cái chân chỗ này nè. Dạ. Dỡ cho thiệt. Mạnh lên nha. Hai. Rồi. Có mặt không ông nội? Có gì đó. Cái này cái gì không mặt? Rồi em quay cái ní. Để lấy cái gì. Chà này né bên. Đúng. Lấy cái bọc đi. Hồi đút cái nữa. Đây nè, mặt tới tay rồi. Ừ. Quá mặt rồi nhà ơi. Con bọng mặt dữ thiệt. Nằm trong bọng nè, này mặt nè. Ủa. Sao không lấy cái bọc ông thằng? Không có. Nhớ hỏi cái bọc không là có. Hồi nãy thì có lấy không lấy. Đây nè. Trong gặp da anh có bọc bóng á, tôi bóng á. Bọc bóng á. Bọc không? Mới á. Nó bự nghe. Đây. Ăn mấy anh em lên chinh phục của ông bọng nha mấy thằng. Đủ đi đạo ông bọng, một có lý là đi bắt ông gù vậy. Quậy tới nóc luôn, bắt ông gù giờ thắt thì chạy qua là ông bọng cái nha. Tầm lít ngoài ha. Mày lấy mấy biết được. Ê. Mọc cái chân như vậy ta. Cái dao thái em trong vợ bự vậy kìa. Dao thái đi lấy rồi.
Nãy giờ thấy hợp da tôi á không. Anh để anh lấy anh để cái con này đi. Lụm bỏ vô anh giật con ra. Bỏ thịt da lấy ra thấy. Bây giờ thấy em ở cái trong cái không cái ngăn giữa, ngăn giữa. Đúng rồi, ngăn giữa cái ngay túi lưới á. Em lấy túi lưới xanh ra lấy vô thấy liền. Đó. Phắn nó xen vô luôn, ngồi cái này ăn luôn. Con bọng này ăn ngon lắm. Nè, nít, này nít. Bông nó núp đây tính ra cũng có mấy tháng rồi. Không nào thấy vậy luôn. Con này nó đóng nó đi một lần rồi, đúng. Nó về. Trời ơi, bên đây bấm không nổi luôn. Nó về thêm một lần nữa. Không cái này ăn luôn chứ. Cái này mình lấy rồi để xuống mốt lại nữa. Mặt nó xen phắn ha. Vậy đi. Cái này về mình ăn mới đã. Nè ăn không miếng đi. Ô má ơi, tí tính. Hai ăn ăn hai. Đúng rồi, ăn thử đi. Lại đây gần nó dữ chứ. Phắn không à. Có gì đó. Chúng nghe là mọi đứa nước lên. Quýnh rồi đó. Phắn nhiều quá. Nó đẩy cái mỏ chắc nhọn sòn quá rồi làm gì lại thổi thổi gì. Ồ, nó đi đi thôi chỗ rồi. Đánh ra. Cái này gì ăn gì ăn chứ không là nó giật. Nó phắn quá phắn rồi. Thì phắn nhiều rồi. Để đi mình lấy về mình quậy mà nó ngông nên nó mày quậy quá quậy. Phắn này phắn quá. Chuyện tỷ dĩ trời, nó làm dĩ dĩ vậy. Nè, mình đang lấy đánh. Con đừng bắt con chùm mặt mà con này sợ vậy. Nó hết dĩ á. Cũng chỗ bu quá. Chuyện nó lại con mới nè. Chuyện lại dĩ nhỏ con cho nó nữa. Chuyện nhỏ cái chiến lên hết nữa. Dĩ nhỏ trong. Mày cha tao chửi nguyên lắm. Còn không? Chửi lên dĩ nhỏ đi. Còn dĩ nhỏ chửi lại nó đi. Chửi dĩ nó lại đi. Đây là thành quả này. Nó quân nó đông. Còn quá trời này đem nhà nuôi luôn được à. Rồi đây lấy đi, vô đi. Có lấy dĩ con không? Quá trời. Có lấy dĩ con không? Đây. Có bảy phúng cái. Này cái mặt nó sen vô phắn luôn cả nhà thấy không? Cái này không có con, có con. Cái này là mấy anh em về ăn luôn cái nha. Bậy tối đa luôn. Đi lấy về nhà luôn chứ để bỏ. Nè nè, hai thằng nhóng nhẹ lên cái thổi thối đi, thổi mạnh dữ vô thôi, hai nhóng cho nó cục cục đi. Nhóng đi rồi lấy dao lên bầu nó qua ấy nó bầu. Ừ. Thổi thổi mạnh tay chứ. Thổi. Bộ mẹ mà mỏ lại nữa, cứ mỏ rồi sợ. Khỏi đi, khỏi đi, ở trên buông xuống rồi. Buông nha, buông nha. 2, 3, buông, 1, 2, 3. Trả tự do tụi bay đó, trả tự do. Nó vô lại cho nó, để cho nó vô lại. Để cho tự vô lại đi, chừng nó ở để luôn chừng đó. Ở. Trời trời mập đây còn nhóc chân nè. Thì nó sen vô dĩ luôn hả? Để lại đi cho nó hút lại. Nhập tiệc cả nhà lại ăn luôn nè. Trời ơi trời ăn cái này nè, mấy ngon này anh hai ơi. Lại đây, lại đây. Thôi từ ra đi qua ngoài ăn được. Đi, đi ngay xích nói đẳng đi đủ hồi quýnh đủ bánh đậu giờ. Nó vừa ớ thằng Hoàng. Đây cầm cho lên sống nó coi. Nè cầm đi. Khiên mâm này. Khiên mâm này quất cả nhà. Ủa, Di nó ngồi trước chạy. Rồi à. Mời bắt Di. Đó. Ừ. Cầm ra men đây. À. Đó. Đó thấy đâu. Ừ. Đây. Ừ. Thấy đâu. Cái này chứ sao. Đây nè. Quất cái này. Vừa ăn phắn. Ôi cục này mặt quá này. Mặt sao ăn nổi. Này mặt nhiều lắm. Ở lớp trên hút dưới phắn mình lọc mặt ra được. Ê coi nè, mặt không luôn nè. Cái này đem về xài được nhiều lắm chứ bộ giỡn đâu nè chịu. Cái ăn một miếng nào đó thôi còn đây nào đưa đây anh lọc đem về đi nữa đưa cho anh hai dắt anh xài. Đây nè, cục này ngon nè. Cục này mặt không nè. Cưng để nó đi rồi anh lấy cho. Nè cưng bảnh bọc này ra đi. Mở nhà cái này. Cái này có gì đâu mà mình đi ăn cho hết cái này lít mấy ăn gì nổi. Nè mời ai mời đi nè. Rồi, tiếng mời cái nhà, ông Bọng cái nhà. Đó, đây trải nghiệm Bọng đó nghe. Mời cái nhà ăn cái dĩ nha. Cái dĩ. Rồi, ăn mặt ăn đi, ăn dĩ không anh ơi. Táp à. Ôi ơi kìa. Trời. Mấy miền Tây bởi nó đói dữ. Không nên. Ở đây nó ăn ghê ha. Rồi. Không nên trộm cắp.
Đây, đây, bắt không chậm mà. Ăn lâu mà anh ơi. Nè nè anh. Làm miếng nè. Làm miếng đi. Làm rồi. À, làm rồi hả? Ông gùi hả? À. Mật nhiều không anh? Giờ làm gì có mật. Khô quá. Phải để tầm 10 bữa nữa mới có mật. Gì hả? Sao ra nhiều ấy? Để mới bắt ở đây nữa. Bắt dưới cái bọng á. Được nữa anh. À, đâu phải ông gùi. Ông gùi. Ông bọng. Ông bọng. Ông bọng. Anh nãy bắt ông gùi hả? Ừ. Không có mật hả anh? Giờ làm có mới bắt, mới bắt chị ổ bắt rồi. Ông gì? Ông bọng hay gì? Ông này hay gì? Ông rùi. Ở đâu? Giờ cái này bắt lấy chúa hay là bắt lấy mật thôi? Lấy mật thôi. Lấy mật thôi. Gần đây không? Ông gùi đó gần đây không? Giờ chứ mật đâu, giờ có tí xíu à. À. Tầm chục bữa nữa có mật. Ừ. Giờ có tí. Quốc đi. Ăn hả? Ăn đi hả? Trời. Phí của trời. Hồi nữa mình lấy cái này mình bỏ ra một bên, túm này mình chổng cái đấy. Phí của trời. Để chứ cắt làm sao mà. Phí của trời này, của này là của trời cho nè. Trời cho gì ăn chậm người ta trời cho. Rồi. Khui mà cấm người ta mà trời cho. Khui người ta núp giống mà khui ra vậy là cho. Là ăn thử cục phấn này. Đã lắm hả? Ừ, phấn chua chua đã quá nha. Béo. Béo không nè. Này mới mặc nhiều à. Thôi lấy nha. Lấy cái này về cho đem về nhà ai ăn ăn. Chị bao tử nha. Này để về nhà đi. Không ăn đi. Chua chua. Chua chua phấn mà. Ừ. Đem về nhà đi cho có ai ăn ăn chứ. Thôi tiếng úp video của nhà. Mà cái nhà mấy anh em ăn xong rồi đó. Quậy một chiến ở nhà. Táp cái nữa đem đi. Miếng này cho thơm à. Thơm gì? Thơm mỏ à. Thơm bông. Thơm mỏ ha. Nè. Mà còn nhóc ở đây nè. Ừ. Đi hồi nè. Mặt, về hết đi. Mặt còn nhiều lắm. Trời ơi, bây giờ cho nguyên làng ăn luôn á nhờ. Ăn hết nổi rồi. Ăn nặng y nè. Ừ. Nặng không á. Đây còn mặt dữ lắm. Còn phấn ăn ngộ. Cái làm gì không? Dắt mẹ. Ngâm rượu. Ừ, dắt nữa. Phấn làm lúm chứ sao? Phấn chơi luôn. Uống luôn. Hư sao? Uống luôn. Uống luôn hả? Ngon nghe là vô dục luôn đó. Trời ơi, nặng chịch chà. Phấn nó nặng không nổi. Rồi, với cái nhà tiếng ốc video cả nhà. Dạ, đi. Lại cho nó hút lại, tự nhiên bỏ vậy. Đâu có, lại gì hồi vô lấy. Gom nó xuống một chỗ. Anh nổi vô đây hả? Ừ, nổi vô đây hả? Còn đá kìa. Rồi có nhai, thì Tiến cũng chuẩn bị về về cả nhà. Thì bữa nay chỉ có Tiến với anh ý về thôi. Duy thì có một chuyện ở lại một bữa nữa Tiến và Duy mới về cả nhà. Thì hành quả sau mấy ngày ta? 4 ngày hả? 4 ngày săn bắt thì được 2 vỏ ong nữa nha. 2 vỏ ong này căng rồi 9kg nữa nha. Là mấy cục mà đạt Tiến lấy lại được á. Còn mấy cục mà kiểu mà khô cả nha. Là Tiến này thì dành dắt ra uống cả nhà. Nè cả nhà, mấy cục này đạt nữa nè. Đó nhà thấy không? Đó, mấy cục mà còn nó toàn mặt á. Mấy cục mà dụ mà 10 ổ thì còn được 2 ổ còn lấy được cả nhà, tại còn mặt á. Chứ mà cái bọng không Tiến đâu có giao cho khách được. Đó, 2 vỏ này 9kg nữa nha. Đó, đồ đạc của Tiến với Lý chuẩn bị về cả nhà. Lên ba thằng mà thằng cắm quân trở lại luôn cái nhà bệnh thì chứ phải bắt cho có mới được, không có không chịu về mà. Rồi, không có chịu về. Không có không chịu về rồi về cho có. Đây là ba ống quần cái nhà, Tiếng gom lại vô một bọc nữa nha. Nó nhà thấy nè, đó thì còn nguyên cục nha, để nó Tiếng gom mọc đó nha. Thì chuẩn bị đồ đạc hết rồi, 3 giờ Tiếng rút về quê cái nhà. Thì tại vì cái lượng mặt ở đây nó khô ở nhà không thấy đó, nên là anh em tính trụ tới tầng đó. Mà do như kiểu này thì không có thể trụ được nữa nha. Về dưới miền Tây đang kiếm con gừng cung cấp cho nhà tiếp. Mặt đây nói chung là cục mặt nào lấy nụ nụ không nha, mà tại nó khô thôi. Đó. Thôi Tiến cũng xin up video của nhà, xin kết thúc cái hành trình đi đắt đầu của Tiến nha. Hẹn ở nhà những clip sau ha. Thì mấy anh em cũng gửi lời chào đến cả nhà, chúc nhà xem một buổi chiều xem video vui vẻ nha. Rồi. Bye bye cả nhà.